Dâu tây không chỉ là loại trái cây hấp dẫn bởi màu sắc tươi sáng mà còn chứa vô số tinh chất có lợi cho sức khỏe. Trước hết, dâu tây giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc gây hại. Vitamin C cũng tham gia vào công việc sản xuất collagen, hỗ trợ quá trình tái tạo da, giúp da luôn mịn và trẻ trung hơn. Ngoài ra, lượng vitamin C dồi dào trong dâu tây còn giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn, cải thiện sức khỏe hệ tuần hoàn và ngăn ngừa tình trạng thiếu máu. Dâu tây chứa nhiều chất chống oxy hóa như anthocyanin và quercetin, giúp giảm viêm, phá hủy nguy cơ chữa các bệnh mãn tính như tim mạch và ung thư. Chất anthocyanin được biết đến với khả năng chống viêm và bảo vệ não, giúp cải thiện trí nhớ và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức ở người cao tuổi. Quercetin trong dâu tây có khả năng làm giảm nguy cơ bệnh hen suyễn và các vấn đề liên quan đến hô hấp. Dâu tây còn là nguồn cung cấp chất xơ quan trọng cho hệ tiêu hóa, giúp duy trì hoạt động của hệ tiêu hóa và ngăn ngừa tình trạng táo bón. Chất xơ cũng có khả năng làm giảm cholesterol xấu trong máu, hỗ trợ bảo vệ mạch máu và giảm nguy cơ tắc nghẽn. Đồng thời nó giúp kiểm soát đường huyết, hỗ trợ tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường. Một lợi ích khác đáng chú ý của dâu tây là khả năng hỗ trợ giảm cân. Với lượng calo thấp, dâu tây là lựa chọn hoàn hảo cho những người muốn kiểm soát cân nặng. Hàm lượng chất xơ cao giúp tạo cảm giác no lâu, giúp duy trì năng lượng ổn định trong suốt ngày dài. Dâu tây cũng có chỉ số đường huyết thấp, giúp tăng cường tắc nghẽn đường huyết sau khi ăn. Điều này rất tốt đối với những ai có nhu cầu kiểm soát đường huyết trong cơ thể. Không chỉ tốt cho sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa, dâu tây còn là một loại thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe mắt. Các chất chống oxy hóa trong dâu tây giúp bảo vệ mắt khỏi tia UV và các yếu tố nguy hại từ môi trường. Đồng thời, vitamin C và các hợp chất thực vật có trong dâu tây giúp ngăn ngừa được bệnh thoái hóa điểm vàng, một trong những nguyên nhân chính gây mù lòa ở người già. Cuối cùng, dâu tây còn được xem là thực phẩm tốt cho tâm trạng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hàm lượng chất chống oxy hóa và vitamin phong phú trong dâu tây có thể giúp giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện tâm trạng. Magie và kali có trong dâu tây cũng góp phần giảm áp lực và căng thẳng, giúp tâm trạng trở nên thoải mái hơn. Tóm lại, quả dâu tây không chỉ là món ăn ngon mà còn là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe. Từ việc cải thiện hệ miễn dịch, bảo vệ tim mạch đến hỗ trợ tiêu hóa, duy trì cân nặng và nâng cao tinh thần. Thêm dâu tây vào chế độ ăn hàng ngày là một cách tuyệt vời để chăm sóc sức khỏe toàn diện